And I feel happy because we had this man one time before, and one time is very great to have in one team because he used to work in big companies. Và chúng ta đã có dịp được gặp người đàn ông này một lần trước đó rồi, nhưng thực tế là cái cơ hội để mà chúng ta gặp mặt được người đàn ông này thì nó cũng khá là may mắn, bởi vì lý do là anh này thì anh ấy thường chỉ cung cấp các đào tạo cho những công ty và những tổ chức lớn thôi. And I know you liked him when I was there before. Và tôi thấy rằng cái buổi zoom trước mà các bạn gặp thì các bạn có vẻ là rất là thích cái cách mà đào tạo của anh. So I took a risk. I asked again. Vì vậy là tôi lại mạo muội, tôi lại hỏi anh ấy một lần nữa. And this man, he is the kind of he big think big face. Và người đàn ông này là một người đàn ông mà nghĩ lớn, suy nghĩ lớn. And all this project he is doing, I never heard about anybody in the industry have done it before. Và tất cả những cái dự án anh ấy làm thì thực tế là tôi cũng chưa, trong kinh nghiệm của tôi thì tôi chưa thấy rằng là có người nào làm tốt hơn anh ấy. I say it again, you know, the short pen is much better than a long memory. Và tôi vẫn nhớ rằng, tôi vẫn luôn nói các bạn rằng là một cái bút ngắn ấy, thì nó vẫn tốt hơn là một cái trí nhớ dài. So take notes. Cho nên là các bạn hãy nhớ là hãy ghi chú nhé. So we are happy to have him again, the Danish dynamite. Và tôi rất là vinh hạnh được giới thiệu anh ấy một lần nữa. Anh ấy là Jane Dynamite. I know he is his home city now. It's a lot of snow. Và bây giờ ở cái nơi của anh ấy ở thì là đang có rất là nhiều tuyết. So welcome on the line, the best of the best, Jens Lausen from Denmark. Và chúng ta sẽ chào đón người đàn ông này. Anh là một người tốt nhất của tốt nhất ạ, là anh Jens đến từ Đan Mạch. You are much too kind. Bo did not take a risk asking me. We are friends. He can always ask me. Thực ra là các bạn đều rất là tốt bụng, mà thực tế là anh Bo, anh bảo anh mạo muội hỏi tôi, nhưng thực tế là anh ấy không cần phải mạo muội đâu ạ, bởi vì chúng tôi là bạn. And I hope you all know what a great leader Bo is and how hard he's working for you guys. Và tôi muốn các bạn biết rằng là anh Bo là một người lãnh đạo tuyệt vời như thế nào, và anh ấy làm việc cũng như là cống hiến cho đội ngũ như thế nào ạ. You know, when we have friends, it's often because our values are the same. Và các bạn có biết không ạ, khi mà chúng ta chơi với nhau là bạn của nhau ấy, thì thường là các cái giá trị của chúng ta nó gần nó tương đồng như nhau. And that's the reason why Bo and I are connected for so many years. It's we have the same values of an appreciation of a team. Và thực ra tôi và anh Bo đã chơi với nhau rất là nhiều năm, là bạn của nhau rất là nhiều năm, bởi vì chúng tôi có cùng một cái giá trị và rất là tôn trọng cái giá trị của đội nhóm, đội ngũ ạ. So let me start by saying I'm very grateful to be here. Và tôi muốn nói rằng là hôm nay tôi rất là biết ơn vì có mặt ở đây. I want to thank everyone for investing the time with me here today. Và tôi rất là cảm ơn các bạn, là tất cả mọi người đã dành thời gian, đã đầu tư thời gian để có mặt với tôi ở đây ngày hôm nay. And I want to do the best that I can to give as much value into your time as possible. Và tôi xin hứa rằng là tôi sẽ làm tốt nhất những cái gì có thể để đổi đến cái thời gian mà các bạn đã bỏ ra để có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Please know this is not about me. Và hãy nên biết rằng là cái điều này không phải về bản thân tôi. It is 100% about you. Và đó là 100% về các bạn. So take some good notes and take as much with you as you can. Và các bạn hãy viết note, viết lưu ý, viết ghi chú, và có càng nạp càng nhiều thông tin vào cho mình càng tốt ạ. Listen as if you had to tell it to somebody else right after the call. Và các bạn hãy lắng nghe như kiểu là các bạn sẽ truyền đạt và sẽ chia sẻ cho ai đó ngay lập tức, ngay sau cái buổi Zoom này. And if you think I'm crazy,
And there's something I say that is not correct, just forget about it. Mà nếu bạn nghĩ là tôi điên hoặc là tôi nói một cái điều gì đấy mà không đúng á, thì đơn giản lại quên nó đi thôi. So for more than 25 years, I have been educated both organizations in direct selling, but also outside of direct selling. Và các bạn có biết không ạ, tôi đã có khoảng 25 năm tôi được đào tạo trong một cái ngành gọi là bán hàng trực tiếp và gián tiếp. And what I'm sharing with you is a combination of what I have learned before and what I have learned during this journey of working with very high skilled people. Và tất cả những cái gì tôi chia sẻ cho các bạn đó là tất cả những cái gì tôi đã được học trước đây và tất cả những cái gì tôi đang được tiếp nhận với bây giờ khi mà tôi làm việc đối với những cái người mà có kỹ năng rất là tốt. I want to talk to you today about your business. Hôm nay tôi muốn nói với các bạn ngày hôm nay về cái ngành kinh doanh của các bạn. Many times when you hear somebody training on your business, they will focus on the company. Và có rất là nhiều lần khi mà các bạn nghe những cái buổi đào tạo về cái ngành này thì họ tập trung rất là nhiều về công ty. They will tell you why it's the best company with the best products and the best compensation plan. Và họ sẽ luôn luôn nói rằng là tại sao đây là công ty tốt nhất, đây là cái sản phẩm tốt nhất và đây cũng là một cái sơ đồ trả thưởng tốt nhất. They will tell you how you can make money with the company. Và các bạn và họ sẽ nói rằng là bạn sẽ kiếm tiền như thế nào với công ty. They will tell you how the company can give you money in many years to come. Và họ sẽ nói rằng là về cái cách mà công ty sẽ giúp các bạn có thu nhập trong rất là nhiều năm như thế nào. I am not going to do that. Nhưng mà tôi thì sẽ không làm như vậy. I want to focus on a different topic. Hôm nay thì tôi muốn tập trung vào một cái chủ đề khác. You all understand that you in direct selling we have a company, we have the organization and we have the clients. Và chúng ta nhìn thấy ở đây một cái biểu đồ, nó có đó là gì ạ? Trong ngành bán hàng trực tiếp thì nó sẽ là công ty này, xong sau đó là đội nhóm và sau đó là khách hàng. Basically, a product is moving from the company to the clients of these people. Và về cơ bản cái chu trình nó là gì ạ? Sản phẩm sẽ di chuyển từ công ty cho đến khách hàng thông qua cái những cái người trong đội ngũ này. If you are in a network, you can sign up people below you that can buy products and sell them to the customer. Và nếu bạn trong một cái mạng lưới ấy, một cái hệ thống thì bạn sẽ có những cái người ở dưới bạn. Họ sẽ đăng ký và họ sẽ trở thành những người khách hàng và sau đó họ sẽ bán hàng cho những khách hàng khác. And this means there's a relationship between this group of people and customers. Và điều đó có nghĩa rằng là có một cái mối quan hệ giữa những cái đội ngũ những cái người này và những người khách hàng. These people know some people out here who wants to buy products. Bởi vì là tại sao ạ? Vì những cái người này họ biết một số những cái người ngoài kia mà muốn mua sản phẩm. Just like the next level, there's a relationship between the customer and this level. Và nó giống như là một cái thứ hạng tiếp theo là nó có một cái mối quan hệ giữa những cái người này với những cái người khách hàng khác. And the brilliance of direct selling is that there's a relationship between these people. Và có một cái điều tuyệt vời, một cái sự rất là thông minh của trong cái ngành kinh doanh theo mạng này là gì ạ? Nó là cái mối quan hệ giữa những cái người trong đội ngũ này. Some years ago, I started interviewing top leaders about their businesses. Một số năm trước đây thì tôi đã phỏng vấn một số những cái người top leader, những người lãnh đạo hàng đầu về cái ngành kinh doanh của họ. And I started a project based on the latest technologies. Và tôi đã bắt đầu một cái dự án dựa trên những cái công nghệ mới nhất. To focus and service on these people. Để tập trung cung cấp dịch vụ cho những cái người này. So together with Bo, we are going to start a project where we are launching a new technology for you guys. Và cùng với anh Bo thì chúng tôi đã cùng thực hiện một cái dự án. Đó là gì ạ? Là chúng tôi sẽ khởi cái dự án đó để cho tất cả các bạn. And today I want to quickly show you why and how.
Hôm nay tôi muốn chỉ cho các bạn vắn tắt về cái lý do tại sao và như thế nào. So in every business there is a 20-80 rule. Have you heard about that? 20% makes 80% of the result. Và trong bất kể một cái ngành kinh doanh nào thì nó có một cái quy tắc là 20-80, có nghĩa là gì ạ? 20% quyết định 80% kết quả. So if you are looking at the overall of your business. Và nếu mà chúng ta nhìn vào toàn cảnh, bối cảnh cái công việc kinh doanh của chúng ta. Here you have 0% influence. Ở đây chúng ta có gì ạ? 0% ảnh hưởng. Cái sức ảnh hưởng là 0%. But when you move to building the team and finding the customers, you have 100% influence. Và khi mà chúng ta làm sao ạ? Chúng ta xây dựng đội nhóm và sau đó chúng ta bắt đầu có khách hàng thì chúng ta có 100% sự ảnh hưởng. This is why when you build your business and you want to make money long term, you need to focus here, not here. Và đấy là lý do là gì ạ? Khi mà chúng ta làm cái công việc này và chúng ta muốn có một cái lợi ích về lâu về dài thì chúng ta phải tập trung vào cái phần ở đây là đội nhóm chứ không phải là công ty. So many networkers are saying the company should do this, the company should do this, the company should do this, and it never happens. Và có rất là nhiều cái người kinh doanh trên mạng họ đã nói rằng là công ty phải làm cái này, công ty phải làm cái kia. Nhưng mà thực tế là cái điều đó không xảy ra. But if you focus here on building a strong organization, the company will listen to you. Nhưng khi chúng ta tập trung ở đây, đó là xây dựng một cái đội ngũ mạnh, thì lúc đó công ty bắt đầu lắng nghe bạn. This is not your business. This is your business. Cho nên các bạn nhìn ở hai cột đúng không ạ? Một cột là công ty và một cột là đội ngũ. Thì cái cột ở công ty nó không phải là cái mối quan tâm của các bạn. Mà các bạn phải quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ. The problem is, today your business is registered and owned only over here. Và cái vấn đề ở đây là gì ạ? Hiện tại và ngày hôm nay cái công việc kinh doanh của bạn hiện tại là đang được nhận diện chỉ chủ yếu ở cái phần là công ty thôi. This means the company owns your data and your organization, and they own in many cases also your clients. Và điều này có nghĩa là gì ạ? Là công ty ở đây thì họ đang sở hữu tất cả những cái cơ sở dữ liệu của đúng các bạn, cũng như là sở hữu các cơ sở dữ liệu của khách hàng. What we are going to do is we are going to give you a team site. Ở đây chúng tôi dự kiến làm gì ạ? Chúng tôi sẽ dự kiến đưa cho các bạn một cái trang dành cho đội ngũ. The exact launch date I cannot give you today, but it's very close. Và cái này là cái dự án mà chúng tôi đang thực hiện. Và cái ngày mà chính xác để gửi cho các bạn, để các bạn có thể sử dụng thì tôi chưa hứa trước được, nhưng mà nó rất là gần. In this team site, you will be able to register all of your organization. Và đây là một cái trang web mà trên đó, nó là cái trang web của đội ngũ của các bạn. Và trên đó các bạn có thể hoàn toàn là đăng ký tất cả những cái tổ chức của mình. Basically, you can create a copy of what is here, but you own it, your business. Và về cơ bản là chúng ta có thể là copy cái gì mà đang có ở cái phần công ty, nhưng mà về phần của chúng ta, và chúng ta sẽ sở hữu nó. This means that you will for the first time really own your own infrastructure. Đó có nghĩa là gì ạ? Đó có nghĩa là thực sự là lần đầu tiên các bạn có thể sở hữu cái cơ sở hạ tầng riêng của mình. The biggest value in any organization is the infrastructure. Bởi vì tại sao? Vì cái giá trị lớn nhất trong bất kể một cái ngành nào, một cái tổ chức nào đó là cơ sở dữ liệu. And we are going to give you the opportunity to own that for yourself with your team. Và chúng tôi sẽ dành cái cơ hội này để cho các bạn cái cơ hội để sở hữu cái phần để mà sở hữu cơ sở dữ liệu đó cho bản thân các bạn và đội ngũ của mình. In here you will have the opportunity to have real education. Ở trong đây thì chúng ta sẽ có một cái cơ sở, một cái cơ hội để chúng ta có thể có những cái đào tạo thực tế.
You as leaders can record a video. Ví dụ như bạn là một cái nhà leader và bạn có thể là ghi một cái bản, một cái quay một cái bản video. When I join your team, I have to see that video. Và khi mà tôi muốn tham gia vào cái đội ngũ của bạn thì tôi phải xem video đó. Then I will have to do a test. Và sau đó là tôi sẽ phải làm một cái bài test. To make sure I have understood your message. Để làm sao ạ? Để tôi hiểu được cái gọi là cái thông điệp của các bạn. If I do not understand. Nếu mà tôi không hiểu. I go back and I see the video again. Và sau đó là có nghĩa là làm cái bài test thì không thành công đúng không ạ? Thì tôi phải quay lại cái bước là xem video lại một lần nữa. But if I pass the test, if I understand, I can go and see the next video. Và nếu tôi đã qua cái bài kiểm tra đó rồi thì tôi lại xem tiếp cái video tiếp theo. Think about it. How many times have you not brought in people and you have presented everything to them? Và các bạn hãy nghĩ đi, bao nhiêu lần mà các bạn đưa một cái người mới, những cái người mới vào và các bạn phải trình bày tất cả những cái điều đó với họ. You have explained about the compensation plan. Các bạn phải trình bày về phần sơ đồ trả thưởng. About the products. Về sản phẩm. And after they come back and say, can you explain one more time? Và sau đó họ lại quay lại, họ bảo là anh chị có thể trình bày lại cho tôi một lần nữa được không? You know, I don't quite understand. Can you explain one more time? Ví dụ như anh bảo là, Lee, tôi không hiểu, tôi chả hiểu gì mấy, bạn có thể nói lại cho tôi nghe được không? And you say, yes, you can come to my starter training. Và sau đó là bạn nói rằng là yes, và mà bạn bắt đầu là bạn là trở thành lại phải đào tạo lại. But it would be much easier if they could just see the training one more time on their phone, wherever they are. Nhưng mà nó rất là dễ khi mà mình tự động hóa đúng không ạ? Nếu mà những người đó họ muốn xem lại, họ có thể xem lại trên điện thoại của họ bất kể lúc nào, bất kể ở đâu. And you can make sure they have understood. Và vấn đề là mình có cái phần hỏi đáp này này và phần kiểm tra này này. Cho nên là mình có thể chắc chắn được rằng là khi họ xem và họ sẽ đã hiểu. When we automate the basic process, we can grow much faster. Và các bạn có đồng ý rằng là khi chúng ta tự động hóa những cái quy trình đơn giản thì cơ bản thì chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn rất là nhiều. This means the next layer of your organization will grow much faster than the first one. Và khi các cái tầng lớp tiếp theo trong cái đội ngũ của mình thì chắc chắn là sẽ phát triển nhanh hơn rất là nhiều so với những cái tầng đầu. Within the next 6 months, we are also going to add marketing. Và trong vòng 6 tháng, khoảng thời gian 6 tháng thì chúng tôi cũng sẽ đưa thêm vào cái phần là marketing. Which means you can share the same message throughout all of your social media channels. Có nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể rằng là chia sẻ tất cả những cái thông điệp của mình trên hầu hết tất cả các cái phương tiện mạng xã hội. And now you communicate not as an individual, but you communicate as a team. Và lúc đó thì bạn sẽ gọi là kết nối với cộng đồng, không phải bằng bản thân bạn nữa, mà là kết nối dưới cái hình thức như là một cái đội ngũ của mình. Imagine you have 1,000 people who are communicating the same things on their social media channels. Ví dụ như là các bạn tưởng tượng cái sức mạnh của cái việc mà 1,000 người họ trao đổi thông tin và họ chia sẻ những cái thông tin cùng một cái thông tin trên rất là nhiều phương tiện mạng xã hội. They are all communicating to people who actually know each other, not Facebook AI, but people who really know each other. Và cái điều này nó là gì ạ? Nó là họ sẽ thực tế là tiếp cận được những cái người mà thực tế là biết nhau, chứ không phải là dựa trên cái công nghệ AI của Facebook, mà nó là một cái tiếp cận thực tế. The value of that marketing is unpayable. Và cái giá trị của cái hệ thống marketing này thì nó là nó là vô giá. Now imagine you do it with 10,000. Ví dụ như là đó là 1,000 người, thế nếu bây giờ mình tưởng tượng nó là cái con số 10,000 người thì sao? Now imagine you do it with 100,000.
100,000 người thì sao? You will become a launching machine. You will become a force of marketing and you will be in charge. À, và có nghĩa là gì? Lúc đó mình sẽ trở thành một cái cỗ máy là marketing và mình sẽ làm việc được với số lượng rất là lớn. Mình không phải làm thủ công. You will own all the data. No one else, you. Và bản thân bạn là sẽ gì ạ? Bạn có nhìn thấy là cái hệ thống người ở dưới đây không ạ? Trong tổ chức của bạn thì là bạn sẽ sở hữu tất cả những cái cơ sở dữ liệu đó của họ chứ không phải là công ty hay bất kể một ai khác. You will decide what kind of education you give to people, you. Và bạn sẽ là cái người mà quyết định là mình sẽ đào tạo cái đội ngũ, những cái người trong đội ngũ của mình là những cái gì, không phải là ai khác mà đó chính là bạn. You will decide what you marketing, no one else. Và bạn cũng sẽ quyết định rằng là bạn sẽ làm marketing như thế nào, bạn sẽ tiếp cận thị trường như thế nào, không ai khác ngoài bạn. You will become like a supermarket that companies wants to talk to, say, please take my products. Và lúc đó bạn hãy xây dựng một cái vị thế của mình là mình sẽ trở thành giống như là một cái siêu thị ấy. Mà lúc đó công ty họ phải đến gần như họ chào hàng cho mình và họ nói rằng là xin hãy tiếp thị cái sản phẩm của tôi. Why are the companies saying please take my products? Tại sao công ty lại nói như vậy ạ? Because you are an educated team who understands marketing, who has a lot of customers. Bởi vì đó là cái quy trình mà bạn đào tạo cho đội ngũ, cho đội nhóm của mình hiểu về marketing và lại có cái đội ngũ đấy lại có rất là nhiều khách hàng. It is very important to me that you don't think I'm saying you have to leave your company. I'm not saying that. Và cái điều này rất là quan trọng đối với tôi rằng tôi không hề có một cái thông điệp là bảo các bạn là hãy rời công ty của mình. What I am saying is you are building the value. Và điều gì tôi muốn nói là bạn hãy xây dựng một cái giá trị. So of course you should own the value. Và khi mà bạn xây dựng giá trị đó thì đương nhiên là bạn phải là người chủ sở hữu nó, đúng không ạ? All industries are changing. Và các bạn cũng biết rằng là tất cả các ngành hiện nay đang đều thay đổi, đều dịch chuyển. More and more people are working from home. Có càng ngày càng nhiều người hơn họ làm việc tại nhà. Which means that offices are changing the way that they are working too. Và điều này cũng có nghĩa rằng tất cả các văn phòng họ cũng thay đổi cái cách họ đang làm việc. Offices are working online together, not physically next to each other. Và cách họ làm việc là gì bây giờ? Các văn phòng họ làm việc online, họ làm việc trực tuyến chứ không phải là làm việc theo cái gặp mặt trực tiếp nữa. With this model, your people can work exactly when it suits them and they can get the best and correct information. Và với cái hệ thống này, với cái mô hình này thì những cái người của bạn họ sẽ thực tế là họ sẽ có thể làm việc theo cái cách mà phù hợp với họ và có những cái giá trị riêng cho họ. In future, people will be learning your business in the evening, in the morning, on the bus, it doesn't matter. Và trong tương lai thì các bạn hãy tưởng tượng tới một cái bức tranh là mọi người sẽ học về cái mô hình kinh doanh của các bạn ở mọi lúc, mọi nơi, có nghĩa là gì ạ? Trên giường, ở phòng làm việc, ở nhà, ở trên xe buýt, tất cả mọi nơi. And the best thing is, you are not limiting your business. Và cái điều quan trọng và tốt nhất ở đây là gì ạ? Là các bạn không hạn chế cái công việc kinh doanh của mình. You're not limiting it to a certain meeting at a certain time where people have to be. You can reach people when they are ready. Và mình hoàn toàn không phải giới hạn bất kể một cái điều gì mà bạn có thể là tiếp cận với mọi người khi mà họ muốn là họ được ở đó. So if you are interested in building a big global organization with a proper system. Và nếu mà bạn muốn quan tâm đến cái việc xây dựng một cái hệ thống kinh doanh lớn và toàn cầu với một cái cách phù hợp. If you want to be professional in your education. Và nếu mà bạn muốn trở thành chuyên nghiệp trong cái việc đào tạo của mình.
If you want to have power in your marketing and communication, và nếu mà bạn muốn có cái sức mạnh trong marketing và trong cái truyền thông của mình, we will invite you for a meeting where we will show you this. Và chúng tôi sẽ mời bạn đến một cái buổi buổi hội thảo, buổi họp mà chúng tôi có thể cho bạn biết tất cả những cái điều này. It's not a competition to the company you're working with. Và cái này thì hoàn toàn là không mang tính cạnh, không hề mang tính cạnh tranh nào với cái công ty mà bạn đang làm việc. Because if you grow this big and strong, they sell more products. Bởi vì tại sao ạ? Họ phải cảm ơn bạn về cái việc này. Bởi vì nếu khi bạn xây dựng cái đội ngũ này của bạn mạnh, càng mạnh ấy, thì họ lại càng bán được nhiều sản phẩm. And if this is not big and strong, they don't sell a lot. Và nếu cái đội ngũ của bạn mà không lớn và mạnh và mạnh và gọi là hoạt động chuyên nghiệp thì họ cũng không thể bán được nhiều sản phẩm. So if you have any questions for me, I'm happy to answer them. If not, I want to thank you for your time and I hope this was logic to you. Và nếu mà các bạn có cái câu hỏi nào thì tôi sẵn lòng được giải đáp, còn nếu không thì tôi rất là cảm ơn cái thời gian của các bạn và hy vọng rằng là những cái thông tin này tôi gửi đến các bạn thì nó đều mang tính logic cho các bạn. Thank you, Mr. Zen. Some people want to ask you. Thứ nhất đó là gì? Anh Zen thông qua cái bật mí của anh Zen, đó là anh Zen đang xây dựng một cái hệ thống đào tạo và cái hệ thống này anh đã chuẩn bị rồi. Thì bật mí một chút là cái hệ thống này nó sẽ tập trung vào những cái kiến thức đào tạo nào được không? So, as we heard from you that you having a project and building some site and so can you give some more information that this project is focusing on what's the specific kind of education and training? Yes, I can tell you. This program does not have specific training. You decide the training. À, rất là tuyệt vời là các anh nói rằng đây là một cái xây dựng nó cái chương trình này nó như là một cái chương trình mà mình có thể tự điều chỉnh. Nó sẽ không cung cấp một cái kiến thức hay một cái đào tạo nào mà cố định cả hay cụ thể nào cả, mà cái việc đó là hoàn toàn do mình quyết định. We will have some basic company neutral education, but the rest you put in. It's your company, it's your organization. Và tất nhiên là trong đó thì chúng tôi sẽ đưa ra một số cái thông tin chung, một số cái thông tin mang tính trung tính về công ty. Nhưng mà sau đó tất cả những cái gì mà các bạn muốn, ví dụ mình muốn làm theo cái style nào, những cái gì thì đó sẽ là cái việc các bạn quyết định, các bạn đưa vào. It's a little bit like events. The company is not telling you what you have to say. You are saying what you are saying to help the team grow. Only put it on video and you can repeat it. Và nó giống như kiểu mình làm sự kiện ấy, thì mình sẽ nói những cái gì mà mình muốn nói trong cái sự kiện đó. Và ở đây thì mình sẽ có những cái video mà các bạn sẽ quay. Và những cái video đó thì là có thể là sẽ được phát đi phát lại nhiều lần, cũng như là các bạn sẽ không mất công sức để mà phải nói lặp đi lặp lại với nhiều người. In your team, you will have some people who are very good at presenting the business. Bởi vì là trong đội ngũ của các bạn thì sẽ có những nhiều người có kỹ năng giỏi về nhiều kỹ năng, ví dụ như là họ có thể là giỏi về cái việc mà trình bày cơ hội kinh doanh. You will have some people who are very good at presenting the products. Some are very good at presenting the compensation plan. À, một số người thì lại rất là giỏi trình bày về sản phẩm, một số người lại giỏi trình bày về sơ đồ trả thưởng. Why not record them and always have the best people explain each area? Và cái ý tưởng là tại sao chúng ta không ghi nó lại, và với mỗi một cái lĩnh vực mà ai đó chuyên nghiệp và giỏi về nói hay về cái đó thì chúng ta sẽ ghi lại thành video. You do this one time and then you save so much time repeating yourself. Và khi mà các bạn làm cái này một lần ấy thì các bạn sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian khi mà mình phải lặp đi lặp lại những cái việc mà chúng ta có thể tự động hóa. Let's say your company stops. Let's say it stops. Ví dụ như có thể nói rằng nhá,
một cái tình huống là nếu công ty các bạn mà dừng hoạt động. In normal situation, everything is gone. Và trong cái tình huống bình thường mà chúng ta không ở trong cái xây dựng cái đội ngũ như thế này ấy, thì tất cả mọi thứ sẽ biến mất luôn, đúng không ạ? But with this you still have the team. Nhưng mà với cái việc xây dựng đội ngũ và với việc xây dựng giá trị như thế này thì chúng ta vẫn có một cái đội ngũ riêng. You choose a new company. Các bạn hoàn toàn có thể chọn một công ty mới. And you change the message of the videos. Và chúng ta chỉ có việc thay đổi cái thông điệp trong cái video này thôi. You change the message of the marketing. À, mình thay đổi cái thông điệp về marketing. And from day one, you're in the highest position of that company. Và ngay từ ngày đầu tiên thì các bạn đã là trở thành một cái vị trí cao nhất trong cái công ty này rồi. Because it's your business, you own it. Bởi vì đây là cái công việc kinh doanh của các bạn sở hữu nó. Any more questions? À, có câu hỏi nào nữa không? Tắt mic rồi chị ơi, tắt mic rồi. Thế thì nó giống như là một cái hệ thống data mà mình sở hữu các cái downline của mình ở dưới. Và khi mình gắn những cái downline đó thì trong các hệ thống, nếu giả sử mà các cái công ty mới họ ra, họ xây dựng cái công ty mới, họ chỉ cần là mời thôi, chỉ toàn bộ cái downline đấy là theo cái hệ thống data đấy à? It means that we also will have our, I mean the people in mình the giữ được. Yes, a database. You can see your organization. Đúng rồi đấy ạ. Mình sẽ có thể nhìn thấy tất cả được cái tổ chức của mình trong đó. Mà mình không phụ thuộc vào công ty, có nghĩa là hoàn toàn cái tổ chức đấy nó là của cá nhân mình, sở hữu của mình. Even better, this site is 100% gamified. Đây nó là một cái công, nó có nghĩa là cái trang này nó là một cái 100% giá trị. Let me explain. When somebody sees a video, they get points. Tức là như thế này này. Nó ví dụ như ai đó mà xem video ấy thì họ được thưởng điểm. If they pass the test, they get points. Và sau đó là họ vượt qua cái bài test thì họ lại có điểm. If they log into the site, they get points. Và sau đó là khi mà họ bắt đầu tham gia vào hệ thống thì họ có điểm. So you can clearly see who is working with the team and who's not. Và lúc đó thì mình hoàn toàn có thể kiểm soát được là ai là đang làm việc với đội ngũ và ai không.